Mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha, nơi mà các bạn có thể cập nhật được những mô hình và cây trồng tại miền Tây nha các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn cùng biết, đó là cách trồng ớt theo thời vụ nha các bạn, để nó đạt năng suất tốt nhất nha. Thì ở đây mình quay sơ cho các bạn xem nè. Thì đây là cái trái ớt hiện tại là nó đang còn xanh nha các bạn. Và mình đang quay cho các bạn xem là một cái mô hình là ở của một người chú mình nha các bạn, ở gần nhà mình luôn ha. Và mình đã học được cái kỹ thuật trồng ớt, và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm về trồng ớt nha, để cho các bạn nào có ý định mà trồng ớt kinh doanh á thì các bạn cũng có thể là nắm thêm cái thông tin nha các bạn ha. Ở đây mình dành ra cho các bạn xem những cái trái ớt nha. Thì ớt này á, là người ta thường là để làm rất là nhiều loại nha các bạn, ví dụ như là tương ớt nè, rồi ớt sai nè, nói chung là rất là nhiều thứ. Thì giá của nó thì nó cũng bấp bênh các bạn, có đúng giá của nó, đúng thời vụ và đúng giá của nó thì nó là khoảng là 20.000 một ký nha các bạn. Và nếu mà giá mà nó sốt thì lên cả 100.000 nha các bạn, là tại nhà vườn là người ta xuất ra luôn các bạn. Thì hôm nay mình sẽ không nói về cái giá, nhưng mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cái cách mà trồng ớt mà nó đạt cái hiệu quả tốt nhất. Thì các bạn mà trồng ớt á, thì các bạn nên biết đó là cái cây ớt này á, thì nó không có chịu được cái ánh nắng mặt trời các bạn, nó chịu được cái nhiệt độ là không có quá là 32 độ C. Nếu như mà các bạn trồng vào những cái tháng như là tháng 3, tháng 4 á, thì khoảng đâu là tháng 6, tháng 7 thì bạn mới thu hoạch á, thì trong cái thời điểm này á, thì nắng rất là nắng, bởi vậy là cây ớt nó dễ là bị nổ các bạn, nó bị nổ ra và nó hư các bạn. Thì do đó là mình phải là bán cái ớt dụng á, thì nó rất là rẻ. Thì bạn muốn trồng ớt đạt hiệu quả cao nhất á, thì bạn nên trồng vào những cái tháng lạnh. Thì những cái tháng lạnh ở đây á, là mình sẽ chia sẻ cho các bạn là những cái tháng là thuộc về là âm lịch nha. Thì thường thường á, nếu mà các bạn trồng mà muốn nó đạt hiệu quả cao nhất á, thì các bạn là nên trồng vào cái tháng 11 nha các bạn. Tháng 11 âm lịch. Ở đây là mình đang quay cái ớt là người ta đang 4 phân nha các bạn, đi 22 20 15 các bạn. Mình quay sơ cho các bạn xem nè ha. Đó. Thì trồng ớt này á, là mình phải là trồng bạn phải lựa được cái đất nữa các bạn, đất cực kỳ là tốt. Là đất ở đây á, là mình nên trồng là cái đất thịt nha các bạn ha, và phải có cái lượng nước. Bạn coi nè, ớt trồng đúng cái thời điểm của nó và đúng cái đất của nó thì nó rất là tốt nè. Ớt ở đây nó rất là tốt mọi người ha. Thì do đó thì mình sẽ nói tiếp tục về cái thời vụ ha. Thì các bạn nên là trồng là khoảng là 15 tháng 11 âm lịch nha các bạn. Thì bạn trồng là khoảng đâu khoảng là 3 tháng á, 3 tháng đến 100 ngày á, là 3 tháng khoảng 10 ngày thì là bạn hái là nó như lúa luôn, là khoảng là 100 ngày là bạn có thể là mình thu hoạch được rồi các bạn. Để mình quay sơ cho các bạn xem ha. Thì đây là một cái vườn của chú mình nha các bạn ha. Bạn nào xem video thấy hay, nãy giờ mình chia sẻ hay quá, thì các bạn có thể like cho mình một like nha các bạn. Đây là những trái ớt rất là tươi nè các bạn. Thì các bạn trồng vào như là cái tháng 11 âm lịch và tới cái tháng 2 âm lịch đó là bạn là thu hoạch á, thì cái thời điểm đó là cũng là vừa qua Tết các bạn, thì cái giá nó thì nó cũng là hên xui, nó tầm khoảng lâu là khoảng là 30.000 một ký. Thì cái này là nó thuận thời vụ. Và nếu như mà các bạn trồng vào những cái tháng mà nghịch mùa thì nó sẽ lên cả 100.000 một ký. Ví dụ như là các bạn là trồng khoảng là tháng 3 và tới tháng 6, tháng 7 là bạn thu hoạch á, thì trong cái thời điểm đó thì cái cây ớt á, thì nó không có chịu được. Thì cái lượng ớt nó mà để mình bán ra ngoài thì nó rất là ít. Thì bạn muốn trồng được cái loại cây ớt mà khoảng cái độ mà cái thời vụ là khoảng từ tháng 2 và tới tháng 2, tháng 3 mà tới tháng 6, tháng 7 các bạn thu hoạch á, thì các bạn phải trồng trong một cái mô hình gọi là xen canh. Ví dụ như ở đây á, là bạn vừa trồng xen canh với cây gừng đi, hoặc như là cây mướp gì đi. Ví dụ như bạn trồng một vàng mướp ở xung quanh thì bạn trồng cái ớt nó kế bên, thì các bạn nên trồng xen canh được. Thì bạn trồng nó nghịch mùa thì ở trên á, cây mướp thì nó sẽ che nắng cái cây ớt á, thì bạn trồng nó mới được. Thì nó sẽ không có chịu quá cái nhiệt độ cao á. Thì nếu mà trên là 32 độ C á, thì nó sẽ trái ớt nó sẽ bị nổ các bạn, và nó không có đẹp nữa nha các bạn ha. Mà còn cái lượng phân mà để mà đi với cái cây ớt này á, hồi nãy giờ như mình quay cho các bạn xem á, thì đó là 22 20 15 nha các bạn. Thì
cái loại phân này là nó đủ đạm các bạn. Thì một bao phân như vậy á, là tầm khoảng là 700.000 đến 800.000 một bao nha các bạn ha. Ở đây mình dịch cho bạn xem nè, phân 20-15 không. Thì trong phân 22-20-15 á, thì nó có nè đạm nè, lân nè và kali nè các bạn ha. Thì nó làm cho cái đất mình nó tăng trưởng nè, cũng như là có độ chắc của cây nè, và nó kháng khuẩn luôn. Đó là mình chia sẻ kỹ vô cho các bạn luôn á. Còn ở như ở ngoài, ở đây hồi nãy giờ là mình chia sẻ cho các bạn là kỹ thuật trồng ớt chọn theo thời vụ là ở trong miền Nam nha các bạn. Còn như là ở ngoài miền Bắc á, thì nó sẽ là có 4 vụ rõ ràng. Thì các bạn cứ canh theo cái vụ mùa lạnh mà các bạn trồng thôi thì nó sẽ đạt nha các bạn ha. Còn như ở trong Nam mình á, thì nó sẽ là phân chia ra là hai mùa, mùa nắng và mùa mưa nha các bạn. Đó thì mình nên trồng vào những tháng mùa mưa á, thì bắt đầu mưa á, thì bạn trồng ớt được. Ở đây á, là ông chú của mình các bạn, là người ta đã trồng trên cái đất ruộng này các bạn, và người ta là đi theo từng luống nha các bạn ha, và có chừa cái đường nước nha. Và mình xin chia sẻ thêm, nếu mà các bạn trồng ớt thì các bạn nên chọn là cái nước nó gần sông ha, và cái nước nó không có bị mặn các bạn, thì các bạn trồng mới được nha. Nếu mà cái nước mà nó hơi lợ thì bạn trồng cũng không có được nữa. Cây ớt này nó dễ chết lắm, thì cây ớt này nó cực kỳ là khó các bạn. Thì các bạn, mình cũng đã chia sẻ cho các bạn rồi, cây ớt này có khi là giá nó lên là cả 100.000 một ký luôn các bạn. Đó, thì rẻ thì nó cũng khoảng là 10 mấy ngàn một ký nha các bạn ha. Thì bởi vậy thì mình trồng ớt thì mình nên chọn cái thời vụ nha các bạn. Thì khi mà nào mà mình rảnh á, thì mình thấy cái lượng like trên cái video này mà nó nhiều các bạn, thì mình sẽ đi quay về cái chủ đề cây ớt cho các bạn xem về cái mô hình là trồng sen canh trên cây ớt nha các bạn, để cho các bạn có thể là trồng nghịch mùa để cho nó có giá cao. Và mình sẽ chia sẻ thêm về cái kỹ thuật mà trồng ớt nó nghịch mùa cho các bạn xem ha. Ở đây mình quay cây ớt nè các bạn, của chú mình thì nó lên rất là đều các bạn. Cái kỹ thuật này thì mình cũng đã học từ người chú của mình nha các bạn. Và trước khi quay video cho các bạn xem thì mình đã học rất là kỹ về chú mình, để chú mình chia sẻ những kinh nghiệm. Và mình ở đây mình làm video mình chia sẻ cho các bạn. Thì bạn nào thấy hay thì hãy like cũng như là subscribe kênh mình để nhận được những cái mô hình cây trồng mà tăng kinh tế cho các bạn ha. Thì bạn nào đam mê làm vườn thì hãy đăng ký kênh mình ha. Thì ở đây mình sẽ quay sơ cho các bạn về cái dàn ớt của chú mình qua một lón nữa, thì mình sẽ kết thúc video tại đây nha các bạn. Thì mình chia sẻ kinh nghiệm cho anh em rất là nhiệt tình á, mà anh em nào dạng như là muốn trồng những loại cây khác không phù hợp với cái loại đất của bạn, không phù hợp với cái loại ớt á, thì các bạn có thể là vào cái phần là danh sách phát của mình. Thì ở trong cái danh sách phát của mình nó có rất là nhiều loại cây, ví dụ như là cây cải nè các bạn, cây mãng cầu nè các bạn, nói chung là rất là nhiều, thì các bạn có thể là xem ha. Thì như cái vườn ớt này á, thì các bạn có thể là trồng sen canh với những cây lâu năm các bạn. Ví dụ như ở đây mình, như cái đám mình đang quay cho các bạn xem nè, thì các bạn có thể là trồng được cái cây bình bát các bạn. Sau này khoảng một năm á, là bạn có thể ghép là trồng mãng cầu thì rất là ok. Bạn vừa trồng ớt được và bạn vừa trồng mãng cầu được luôn nha các bạn. Đó là một kỹ thuật mà mình muốn chia sẻ cho các bạn đó. Thì mình quay qua vài phút nữa thì mình sẽ kết thúc video tại đây nha các bạn ha. Rồi thì một lần nữa thì bạn nào đang xem thì hãy like cho mình nha. Và mình xin cảm ơn các bạn nha. Và đây là cái đường nước của cái đường chúng mình nha các bạn. Rồi mình xin kết thúc video tại đây, và mình mến chào tất cả các bạn.